Thực sự thì đó cũng là một vật phẩm không xuất hiện ở trong đó là những cái chế độ eSports chính thức. Vậy nên có lẽ chúng ta sẽ cũng hiếm được thấy những cảnh như vậy thôi. Lại là một tình huống giao tranh tầm gần và JJ Leo không có quá nhiều cơ hội để phản kháng khi mà đối đầu với một Yang Mi với kỹ năng cá nhân quá tốt. Còn nhớ trong game thi đấu trước, với khoảng cách rất xa thì Yang Mi vẫn có được cho mình cái đầu đến từ team của một vô địch. Tuy nhiên với cái sự thua thiệt về người, họ không thể nào đi xa hơn. Và bây giờ lại có những tình huống xấy xe rồi. Bet đang có đuổi những học súng đuổi theo và hai điểm vào cùng liên tiếp người cuối cùng cho team JJ Leo cố gắng đi. Không, đó là một team khác thì phải, nhưng liên tục là mất người. Ba người đã nằm xuống đây rồi. Thậm chí rằng đó còn là cả những lượng trang bị kèm theo mà bên phía team JJ Leo họ bỏ lại cơ. Trong một diễn biến khác thì Keru, một tình huống đỗ xe mà đỗ thẳng vào người hai đàn em của mình, đó là Toto cũng như Marcus luôn. Việc lút đồ nữa đâu. Trong khi đó phía bên ngoài vòng bo này chúng ta nhìn thấy tận ba cái tên của ba tìm ra nhau. Có tình huống giao tranh tầm gần rồi và Long Ca đã bị bắt lại giọng súng của Pia Thành. Jun cũng có được cái đầu đến với anh chàng tài đi Bad Kid này. Và bây giờ thì hai điểm knock out team Glory sau khi họ có được cho mình đầy đủ 4 người từ tình huống hồi sinh trước đó đã bắt đầu kiểm soát lại khu vực nhà này. Xin lỗi, đây là nhà của anh. Nhưng Jun hết đạn và tạm thời phải tha cho đối phương. Thêm một người nữa bị knock out, đó là Zero Bad Kid. Team của Defsu có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Chỉ còn lại cho mình một người duy nhất ở phía bên xa xa mà thôi. Vẫn còn đang có một anh chàng nào đó sống đi phải. Tạm thời chúng ta chưa nhìn ra đó là ai. Nhưng cơ hội team Defsu cũng hết rồi. Top 15 rồi cho team Defsu. Lại thêm những tiếng giao tranh rất đậm máu thôi. Và cũng đúng như lời Duy vừa chia sẻ, team Defsu bị vùi dập hoàn cua nằm xuống ngay lập tức. Leo cũng mất người và giờ thì Hiếu thứ ba đang cố gắng đổi mạng đây. Bắt được Cyberty rồi nhưng vẫn đang còn đến 3 tay trên con team Cyberty để anh chàng Hiếu thứ ba xử lý không được rồi. Chỉ kịp knock out thêm một thôi. Tuy nhiên thì như vậy là không đủ khiến thứ ba đã bị phơm. Trung Dũng, người chơi cuối cùng của team Leo sẽ làm thế nào đây? Đang có vị thế đẹp hơn so với đối phương nha. Bên kia thì đang bị bom đốt rất đau nhưng có bị bắn quá chính xác từ Airborne rồi. Thẳng mặt Trung Dũng, 90 máu ra đi. Trung Dũng phải lùi về ngay và đây sẽ là cơ hội để cho team Cyberty tiếp tục di chuyển vào cái vòng bo này. Không có thêm một ai vừa nằm xuống cả. Jet cùng với Amira đang chia nhau ra và bây giờ thì đó là cái kết dành cho team Cyberty. Dưới họ sống có team Levit, bà Siêu cùng Mèo Ú cũng đang giao tranh với team CVD. Và bây giờ CL2 đã có được cho mình được đến từ Yang Mi rồi. Bà Siêu đây vừa rồi thì có vẻ là những viên đạn headshot về phía của team CVD thì phải. Tìm cũng những cái góc đứng rồi. Bài toán cho team CVD là làm thế nào để có thể đi xa hơn rồi. Amira đã bị bắt lại với những viên đạn rất chính xác đến từ Dan Nguyen. Bây giờ thì cơ hội của Turtle Lion còn bao nhiêu được đây khi mà anh ta cũng đang bị knock out rồi. Rất tiếc đó là outside play zone chứ không phải bất kỳ một cái tên nào cả. Team Unicorn dừng lại vị trí số 11. Team Mèo Hú cũng đang nhìn ngắm sang góc đứng đến từ Zigo. Những cái âm thanh rất lớn phát ra từ những tình huống di chuyển xe này. Và bây giờ họ cũng đều đang hướng về nhau hết rồi. Thì mát lộ người ra vào CL2 không để lỡ cơ hội của mình. Knock out firm luôn, kill là chắc chắn thôi. Được Mỹ trả sát thương lại nhưng nó không ngăn cản được. Đó là cái điểm kill đến từ CL2. Rồi họ muốn có một góc đứng khác tốt hơn. Nhưng cách mà họ di chuyển sẽ là lên xe, sau đó tiến thẳng vào những quả smoke đã được trả trước. X-Pap đã bị nó vào, Chu Vinh Kỳ cũng vừa bay nửa cái máu xong quả nết vừa rồi. Và người đang bị nhắm tới đó chính là anh chàng Bà Siêu, máu tụt là không phanh. Có tên một vài những cái tên nữa đang bắn vào. Ai nằm xuống tiếp theo đây? Tiếp tục là những cái mối mất máu đến từ tài con nhưng vẫn chưa đủ. A chủ ai đã bị dứt điểm theo súng của Tam Cất rồi. Siêu đổi được Hùng Vô Địch. Đèo Nguyên cũng đã nằm xuống, nằm xuống của Chu Pin Kỳ. Double kill dành cho đó là Hùng Vô Địch. Ừ không, anh chàng này đã nằm xuống trước đó rồi. Kịp thả cho mình đó là một quả nết kéo theo Siêu khi trước khi phải nằm lại thôi. Chu Pin Kỳ đang cố gắng hỗ trợ người đội của mình. Sapao bị knock out. Đức Mỹ cũng đang cứu. Team Mèo Ú đang đẩy tới. Có quá nhiều team đang muốn vào nhau trong khoảng khắc này. Và bây giờ thì team Mèo Ú có solo gì, có Mèo Ú, họ sẽ xử lý như thế nào khi trước mặt là ba anh chàng của team Zigo. Vị trí lộ ra bắt buộc phải đứng ở một góc khác thôi. Được những người rồi có một tình huống cầu máu khá tốt và Sinvi đã đổi được mạng đến từ tài con rồi. Top 9 của team CSC ạ. Một team nữa lại phải dừng cuộc chơi rồi. Và đó là đội của CSC thôi, cũng khó trách được khi họ chỉ chơi với 3 thành viên ở trong ngày chiều hôm nay. Những người tiếp theo cũng có dấu hiệu sắp đi. CL2 đang cố gắng bỏ chạy nhưng anh ta không thể nào thoát nổi những viên đạn đến từ Zigo. Team Corey có được thêm 3 điểm vào hụt và bây giờ team một vô địch phải dừng lại vị trí số 8. Những loạt đạn rất chính xác đến từ Unicorn Phoenix đạp lù. Dion phát được team Mèo Ú rồi và đang muốn di chuyển khép góc. Dion đến từ đôi của team Mèo Ú. Solo gì để lên nhưng Dion bắn quá sức mắt. Solo gì cầm xuống vào Mèo Ú. Chưa kịp ổn định vị trí thì Dion đã làm rồi và tôi xong rồi. Bye bye team Mèo Ú rồi. Một pha xử lý cá nhân là mẫu mực đến từ cái tên Dion và không cho team Mèo Ú một cơ hội nào cả. Nhưng xe là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà thời điểm này thì tôi nghĩ rằng có cho đi xe cũng không dám đi đến từ anh chàng Dion đâu. Merit cũng đã bị lắc vị trí bởi Tam Thất và bây giờ thì một viên ốp thôi khả năng. Ui, đã ốp được con AUG cũng rất vượng người Tam Thất luôn. Ui, một pha bắn không vết xước đến từ Tam Thất. Ui, chân gái của Dion cũng vậy luôn. 7 ốp như 7 nền đến từ vị trí của Tam Thất rồi.
đúng là ông hoàng tỉa nến rồi, tỉa phát hai cái đầu luôn, nhưng mạng lại dành cho Zigu mất cờ, một vụ két nhanh nhưng không sao cả, đó vẫn là cái highlight đến từ chàng tàn thất của team Glory. Cứu người là nhanh nhưng bắt đầu phải lên xe để di chuyển rồi, nhưng đang có những họng súng chờ sẵn đó là anh chàng Glory. Sapao chỉ còn lại cho mình đó là duy nhất 15 máu mà thôi. Tam Thất vẫn đang đứng kê, cần phải cẩn thận. Ôi. Tam Thất, tôi nói cái đó, Sapao đã nằm rồi. Và bây giờ thì Tam Thất tiếp tục gây ra những cái sự khó chịu của mình khi nhìn về phía bất đắc Mỹ cùng với Sapao. Zigu không thể nào nhá ra quá lâu được something else, một khẩu ốp nữa. Đây là nhà ốp, hội này toàn ốp rồi. Liên tiếp những khẩu ốp trong tay team Glory được sử dụng cách tối đa rồi, cực kỳ hiệu quả ở đây. Không chỉ Tam Thất trước đó mà đến something else cũng đã lên tiếng rồi, và bây giờ thì đang cố gắng cứu lại Glory đến từ thành viên của team Glory luôn. Và đó tiếp tục là tên nói Thutter rút AOG tay bo với Sapao luôn. Sapao cũng đã đập xuống rồi, nhưng bây giờ thì Văn Nghị bất ngờ móc máy từ đằng sau lưng, double kill dành cho Văn Nghị rồi. Và Văn Nghị liệu rằng có lại về được cái top 1 cực kỳ thần kỳ với chỉ còn lại một mình hay không đây? Một chiếc xe được đưa ra đây để làm lớp cover cho mình, nhưng liệu tình huống giao tranh của mình sẽ như thế nào đây? Bây giờ người chủ động bắn trước đó chính là Đức Mỹ, sao lắc ra, nhưng cả hai cũng chỉ còn lại cho mình nửa cây máu thôi. Cái đầu có thì cho Đức Mỹ, 10 kill cho team Zigu. Và Why So Easy đã nghe thấy những tiếng súng rồi, anh ta đang bắt đầu đẩy tới. Khoảng thời gian cho Đức Mỹ hồi phục là vừa đủ. Với cả một vị trí cái thảm cỏ nó dày đặc như thế này, làm thế nào có thể tìm được nhau đây? Hai bên vẫn áp lưng vào nhau thôi, không có một chút gì đó gọi là có một nhịp quay lại ngó sau lưng cả. Và bây giờ thì Văn Nghệ vẫn tìm trong vô vọng, Đức Mỹ cũng vậy, và có lẽ phải để đến cái vòng bon co vào giữa thì chúng ta mới thấy được cái tình huống đấu súng xảy ra. Một khung cảnh rất đẹp như trong những cuốn truyện ngôn tình, ở giữa là một cái gốc cây và hai người quay lưng lại với nó, mãi không thể tìm thấy nhau. Đức Mỹ thì có thêm cả một tảng đá nữa. Bây giờ em tìm anh tìm em còn khó hơn biết bao. Đức Mỹ vẫn đang nhìn ra phía trước, Văn Nghị thì nhìn về phía sau. Tình hình này chắc phải chờ vòng phây ép họ lại với nhau rồi. Chỉ có cuộc đời mới mang chúng ta tới với nhau thôi. Đức Mỹ rõ ràng là chưa thấy đâu, nhưng mà tâm cũng đang cua cua vào khoảng của Văn Nghị rồi. Văn Nghị đây bắt đầu chạy nhảy luôn, có vẻ như là Văn Nghị đã nhìn thấy Đức Mỹ. Ôi rồi, và chính xác đến từ Văn Nghị rồi, lăn lồng lốc đến từ Đức Mỹ luôn. Và top 1 bất ngờ gọi tên các thành viên của West CBC với sự tỏa sáng cá nhân của Văn Nghị. Không thể tin được, ngưỡng tưởng rằng đây sẽ là nơi để cho các thành viên